mà đang ở hướng nhà hướng Bắc á. Đứa đầu thì Mậu Tý, thứ hai là 12 là Nhâm Thìn. Thì trong mấy năm ở đâu không thầy? Không. Chuyển sang hướng nào được thầy? Hướng Nam. Tây Nam được không? Không. Tây Nam không được. Giáp Tý. Giáp Tý, Cạnh Thân. Mậu Tý, Nhâm Thìn. Đúng không? Dạ. Chọn cái ngày hướng Nam. Mới mua đất hướng Tây Nam rồi thầy. Bán đi ạ. Lựa chọn hơn cố gắng. Dạ. Lựa chọn hơn cố gắng. Dạ. Đúng không? Lựa chọn hơn cố gắng. Nếu như mà anh chọn một cái chiếc hướng Tây Nam về vận rất là cát, nhưng xét tuổi được nhà chẳng thể nào được cả. Đúng không? Có thể bình bình, ok. Nhưng để mà phát vượng thì không có. 15 cũng hợp mạnh. Đúng không? Nếu chọn cái nhà mà có hướng là hướng chính nam thì từ trong nhà nhìn ra là bên tay phải của ngã ba hoặc cao hơn thì sẽ tốt. Tay phải của ngã ba hoặc cao hơn bên trái. Người ta gọi cái nhà đấy là kịch thủy. Hiểu không? Thì sẽ vượt. À, anh chưa thể có câu hỏi đấy luôn, đang hỏi câu đấy. Đang hỏi tiếp đi ạ, có xong đi ạ. Dạ vâng, nhưng mà theo tuổi ấy, thì vào tuổi Canh Thân với cả tuổi Giáp Tý có hợp không thầy? Để là hai đứa, để là hai đứa rồi đúng không? Không, không phải hai đứa. Không, hai đứa đó là em tính theo cách của thầy ấy là tháng 11 và tháng 10 âm lịch. Rồi, để là hợp hết. Hợp là hợp hết. Để được hợp hết, yên tâm. Rồi, anh chị có một chị hỏi là ban thờ thần tài lâu chùi được nhất bát hương gia có đông không? À, báo cáo với chị rằng là ban thờ, ban thần tài, tất cả các ban thờ nói chung nhất bát nhang ra để tỉa chân nhang và lau chùi dọn dẹp thì không bao giờ là động cả. Mình nhờ bẩn mình cũng phải tắm. Những các cụ mà bẩn thì các cụ cũng phải lau chùi dọn dẹp. Còn nếu như mà anh chị mà để cái chỗ đấy lên cái nền yếu, anh chị đi nó lùng bùng thì đấy là động. Hoặc là chẳng may cái tay nào nó cắm để cái gì vào trong bát nhang thì gọi là động. Động có hai nghĩa, một là động theo nghĩa bóng, tức là trong đấy bị yểm linh tinh. Động thứ hai là động theo nghĩa đen, tức là đang thắp hương của đứa chạy qua cái bàn thờ nó rung bần bật. Đúng không ạ, gọi là động. Còn việc nhất cái bát hương ra lau chùi dọn dẹp tỉa chân nhang kể cả hàng tuần luôn cho gọn gàng sạch sẽ, đặt kiêm trang lại thì không bao giờ là động cả. Đấy là cái cát rõ ràng như vậy ạ, không vấn đề gì cả. Câu thứ hai là tuổi Tý Thìn. Tuổi Tý và tuổi Thìn hỏi là xông đất tuổi nào thì hợp. À, trong tài liệu có rồi đó, mình sẽ chọn tuổi không chọn ngọ vì nó xúc, đúng không ạ? Có dần thân hay sao, đúng không ạ? Thì chúng ta chọn theo tài liệu được rồi. Nhà có ba hướng, à nhà hướng Tây có hợp, nhà hướng Đông hợp. À, nếu như mà vợ chồng anh chị mà tuổi Tý với tuổi Thìn mà anh chị ở trong cái trạch hướng Tây thì rất là vượng. Sang năm anh chị có thể tu tạo sửa chữa bằng cách là sơn lại cổng, hay là anh chị lát lại cái sân nền, hay anh chị thay lại cái gì mái bên trên ấy. Anh chị tu tạo một chút để làm vượng. Thì đẹp nữa thì tu tạo lúc nào thì trong nội dung sau, tức là tu phương và lập hướng thì tôi hướng dẫn, thì chị tu tạo lại một chút thì nó rất là vượng. Và cái hướng này rất phù hợp với tuổi của anh chị, không có việc gì thay cả, đúng không? Rồi bây giờ là 8:10, được. Xin thầy cho biết là tuổi Sửu sinh năm 1997 hợp nhà hướng nào? Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, nếu như mà anh chị chọn được cái nhà hướng Đông thì rất là cát, và năm 2021 thì nên mua nhà và ở trong cái nhà hướng Đông. Nếu năm 2021 mà xây sửa hay tu tạo thì đặc biệt rất là cát. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, chồng của tuổi Bính Ngọ sinh năm 66, xây nhà năm 2020, Canh Tí có được không? Xây nhà hướng nào là tốt? Xây nhà ở quê thì hướng nào không, hướng nào cũng được, không bị giới hạn, và chọn ngày xây nhà và ngày động thổ. Rồi, à, cái chị đề gì giờ, cái chị gì vừa chỗ này này, về sửa luôn nhá, năm nay làm luôn nhá, năm nay làm luôn. Bây giờ đang tháng Tí rồi, bây giờ đang tháng Tí rồi, bây giờ đang tháng Tí rồi. Rồi cuối năm xem ngày làm luôn, không cần phải tóm lại về làm luôn, phải xem ngày.
Còn nếu không thì liên hệ với cả Dương, liên hệ với cả các ban trợ lý trong thành phố Hồ Chí Minh. À, cái câu hỏi này của anh thì trả lời anh ba ý. Có ba ý. Ý thứ nhất rằng là liên quan đến xây hướng nào tốt. Xây hướng nào tốt thì nó liên quan đến cái thế đất, liên quan đến cái đường đi, liên quan đến cái không gian. Kể cả anh dùng 1 hectare thì vẫn phải liên quan đến cái thế đường của thế hành lang. Thông thường những cái nhà trong khu vực sẽ song song hoặc vuông góc với đình điền miếu phủ, hoặc cơ quan hành chính, hoặc cơ quan công quyền, hoặc đường đi lối lại tại đó. Chứ không phải là tùy tiện thích xoay hướng nào thì xoay, vì nó liên quan đến mạch. Nên là lưu ý, nên là nhà lại có không gian đất để tính toán được phương hướng. Việc thứ hai là xây nhà thì chọn hướng nào là năm 2020 có xây được không. Thì muốn biết có xây được không thì phải xem cái nhà đấy xây hướng gì thì mới quyết định được. Và muốn biết cái nhà đấy là hướng gì thì phải xem đất thế nào. Anh hiểu ý không ạ? Phải có cái không gian tổng thể của cái đất đấy và có được cái hướng cơ bản trên cái hướng đường đi lối lại tại đó thì mới quyết định cái việc là có xây được hay không. Quyết định là có xây được hay không, xem để mà biết được xây nhà hay không thì người ta căn cứ vào hướng nhà chứ không phải là căn cứ vào tuổi. Cho nên thì ra là còn cái hỏi, còn trả lời đơn giản rằng là tuổi Quý Ngọ và tuổi Đinh Mùi thì ở hướng nào khác. Về cơ bản là nếu như mà Bính Ngọ 66, Đinh Mùi 67, tuổi chồng là sinh năm 1967. Nếu như mà muốn hỏi chính xác hơn ý, thì anh chị nên nạp thêm cái tuổi con anh chị vào. Vì vậy, vì anh chị năm nay năm mấy nhỉ? Năm nay 54 tuổi rồi. Phải xem tuổi con anh chị như thế nào để mà khi mà xây nhà để cho hợp long với cả cái tuổi con luôn, thì để cái tính mất nó dài ra. Còn nếu không thì Bính Ngọ thì đến sang năm thì có thể chọn Tây Nam hoặc Đông Nam đều được. Tuy nhiên phải xem cái đất mới có thể quyết định được. Vợ chồng tuổi Bính Dần, con tuổi Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Đinh Dậu, được đấy, ba đứa thôi đấy. Hướng hợp nhất. Nếu như mà anh chị mà tuổi Bính Dần mà chọn cái hướng vận trong cái năm tới thì nên chọn hướng Tây Nam. Thì cái tuổi Bính Dần mà Tây Nam vận khí nó rất là vượng. Thực ra người ta không cần phải tính tuổi con, thì bố mẹ mà vượng, con cái sẽ vượng. Mà Bính Dần thì vẫn còn rất là trẻ, năm nay mình có 34 tuổi, đúng không ạ? 34 tuổi. Thì quan trọng là anh chị vượng, đừng tính con vượng. Khi nào anh chị ngoài 60 thì tính đến chuyện tuổi con vượng, không tính mình vượng thì con mình ác sẽ vượng. Và nếu như mà cái tuổi Bính Dần mà chọn nhà cả hai vợ chồng thì anh chị nên chọn hướng Tây Nam thì sẽ vượng hơn. Nên tự nhiên là thành hôm nay đi họp cái gì đó cũng nên hỏi vượng. 9193 hỏi Đông Bắc hợp không và năm nào sinh con hợp. Học khóa xây dựng ekip học sẽ biết. Tuy nhiên vẫn trả lời là chồng tuổi 91, vợ 93 chọn hướng Đông Bắc được không? Được. Hợp. Sinh con năm nào tốt? Để ra chưa? Anh nào nữa nhỉ? Anh Hải thôi nhỉ? Đã được ra chưa? Chưa được cái nào á? Bây giờ mà để lâu lâu thì xịt vợ mắng nhau. Lấy nhau bao lâu rồi? Mới lấy 5 tháng thì chưa vội đúng không? Chưa vội. Nếu như mà bây giờ có hai phương án. Phương án gọi là nháp. Sao thì để được thì nếu như để một canh tí thì không với tuổi vợ, mà lục hại với tuổi chồng. Để năm Sửu thì sinh xung với chồng, để năm Dần thì vượng cho chồng, để năm Mão thì vượng cả chồng cỡ. Thì phải thích chọn điều gì? Đúng không ạ? Trả lời cũng mạnh cái gì đó. Đúng không ạ? Nếu như bể năm Tí thì vượng cho vợ, đúng không ạ? Mà lục hại chồng, tức là chồng bình thường má cát, đúng không ạ? Để năm Sửu thì xung với chồng vứt, để năm Dần, đúng không ạ? Thì được cho tuổi chồng, để năm Mão thì được cả tuổi chồng và tuổi vợ. Cho nên gọi là nháp mà. Nháp thì như này ta đẻ đứa Tí đứa Mão,